Còn cái chuyện mà quý vị nói là hóa chất á, thì nhớ như thế này, có những sự bố thí mà dẫn chúng sanh đi địa ngục đó là gì? Bố thí chất độc, bố thí vũ khí, bố thí người nam đến với người nữ, người nữ đến với người nam để thỏa mãn nhu cầu tính dục, bố thí thú đực đến thú cái đến thú đực để thỏa mãn cái nhu cầu tính dục. Thì những sự bố thí đó là những sự bố thí đi địa ngục. Còn cái việc mà bánh kẹo hoặc là đồ ăn thức uống bây giờ mà nó có những cái hóa chất độc hại đó, thì nếu như chúng ta tác ý đó, quý vị tác ý đó, là chúng ta tìm những cái thực phẩm mà nó không có độc, thì cái sự bố thí đó nó sẽ thù thắng. Còn nếu như chúng ta bố thí mà nó cái thực phẩm nó mà thực phẩm độc hại đó, thì sư đã nói nhiều lần đó là gì? Nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Chúng ta có tâm bố thí, chúng ta không chủ ý bố thí thức chất độc, không ha, mình không có chủ tâm đầu độc người ta, mình không có chủ tâm đầu độc người ta, mà chúng ta có cái chủ ý đó là chúng ta cho họ đồ ăn thức uống, thì bản thân nó là cái phước. Tuy nhiên cái đồ ăn thức uống đó không có sạch sẽ, đồ ăn thức uống đó có chất độc, thì đó là cái nghiệp bất thiện. Thành ra đó, trong cái việc đó là nó vừa có cái nghiệp trắng vừa có cái nghiệp đen, thành ra đó là cái kiểu mà nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Đời sau sanh ra chúng ta cũng có ăn uống cũng no đủ, cũng có tài sản, cũng có nhà cửa, nhưng mà chúng ta phải xử lấy ví dụ thôi, chúng ta phải sống trong một cái môi trường ô nhiễm, sống trong một môi trường ô nhiễm, hít thở là hít thở một bầu không khí ô nhiễm, uống một nguồn nước là sử dụng cái nguồn nước ô nhiễm, dùng thực phẩm là dùng những cái thực phẩm ô nhiễm. Mặc dù chúng ta không bị đói, chúng ta vẫn giàu sang, nhưng mà cái kiểu mà chúng ta sống trong một cái môi trường ô nhiễm như vậy đó, từ hít thở sinh sống cho đến ăn uống, thì đó là cái kiểu mà nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Sẵn sư nói luôn là nó có liên quan. Hoặc như có một cái chuyện là phải nói là rất là phiền, mà nói thì nó kỳ mà không nói cũng không được. Đó là quý Phật tử đi vô chùa đó, rất thích cúng dường nhang, rất thích cúng dường nhang, nhưng mà cái nhang mà quý Phật tử cúng dường đó hầu hết toàn là nhang hóa chất. Thành ra đó, chư tăng khi mà lên sống trong một cái môi trường hóa chất như vậy đó, thì đó là một cái môi trường rất là độc hại. Mà bản thân cá nhân, bản thân sư đó, thì phải nói là cái phổi nó yếu, phổi nó yếu. Thành ra mỗi một lần mà đi đi lên trên chánh điện hoặc là ngồi những cái nơi mà quý vị tụng kinh, quý vị mà thắp nhang lên, phải nói là một cái sự cực hình. Có lẽ là hồi xưa là cũng cái kiểu mà bố thí mà cái đồ đồ này đồ nọ mà nó có cái chất độc, thành ra đời đời nay cũng phải hưởng cái kiểu đó đấy. Thì ngay cả cái chuyện mà quý vị cúng dường nhang nó cũng như vậy, cũng y chang cái chuyện mà chúng ta cúng dường cái trái cây này. Mình có ý tốt, mình có ý tốt, mình muốn cúng dường nhang, nhưng mà thực tế nó là chất độc. À, cúng dường chất độc nó làm hại sức khỏe trực tiếp các vị tu sĩ, thì quý vị phải xem xét lại cái này. Sư phải nói để cho quý vị xem xét lại cái chuyện là chúng ta cúng dường như vậy đó là cái phước nhiều
hơn hay là cái tội nhiều hơn ha.